Dạ vâng, em Hùng 179 xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà đất Nha Trang. Hôm nay em Hùng đang có mặt ở trong một ngôi nhà rất là đẹp. Ngôi nhà này được thiết kế kiểu tân cổ điển hiện đại, cực kỳ dịu dàng và mềm mại dành cho những cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Ngôi nhà này có tổng diện tích là 64,5 m² với chiều ngang 4 m, có vị trí nằm trên đường Chế Lan Viên thuộc phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình hãy theo dõi video để xem thử em Hùng review căn nhà này như thế nào nhé. Dạ vâng, giới thiệu đến cho tất cả các cô chú anh chị, nơi em Hùng đang đứng chính là đường Phước Long. Đây là một trục đường chính của phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha cô chú anh chị. Và theo hướng Tây này của em nè, nếu như cái nhà mình đi thẳng theo đường Phước Long luôn thì sẽ kết nối vô đại lộ Nguyễn Tất Thành để mình đi vào sân bay. Còn nếu như cái nhà mình đi tới khoảng tầm 150 m, có một cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ, mình rẽ qua bên tay phải là mình đi về đường Lê Hồng Phong để mình đi vào trung tâm thành phố Nha Trang. Thì nếu như đi theo hướng đó thì mình đi vào thành phố Nha Trang khoảng tầm 4 km nha cô chú anh chị. Và theo hướng Tây này của em Hùng, mình sẽ đi tới chợ Bình Tân. Chợ Bình Tân là một cái chợ rất là lớn thuộc khu vực Bình Tân này. Và từ đây tới chợ là chỉ khoảng tầm 300 m thôi. Chúng ta sẽ cách biển chỉ khoảng tầm 1 km. Và ngôi nhà mà em Hùng đang mong muốn review sẽ nằm trên đường Chế Lan Viên. Thì ngay vị trí em Hùng đang đứng là ngã ba giao nhau giữa đường Phước Long và đường Đông Phước. Thì khi chúng ta mới vừa đi vào ngay ngã ba này thì lại sẽ có một cái ngã ba mũi tàu. Thì bên tay trái của em Hùng là đường Đông Phước và bên tay phải của em Hùng là đường Chế Lan Viên. Và ngôi nhà mình sẽ nằm ở trên đường Chế Lan Viên. Đó, vì vậy em Hùng xin phép mời cả nhà mình hãy đi cùng với em nha. Dạ, khi mà tới ngay ngã ba Phước Long và đường Đông Phước thì mình sẽ cua vào và mình rẽ qua bên tay phải này nha cô chú anh chị. Dạ đây. Đó, ngay mình vừa cua vào thì sẽ là một cái ngã ba mũi tàu. Ở hướng bên tay trái là đường Đông Phước và hướng bên tay phải là đường Chế Lan Viên. Và em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi vào đường này. Thì ở phía ngoài đường Chế Lan Viên là rất là rộng nè cô chú anh chị. Đường hiện trạng ở phía ngoài này em Hùng thấy là hình như là khoảng vàng 7 m. Đó, rất là rộng rãi luôn, đường bê tông rộng rãi luôn. Và ở đây là dân số là cực kỳ đông rồi. Cơ bản là khu vực này là đất ở đô thị, ở khu trung tâm, nên là dân số gần như là phủ kín hết 95% nha cô chú anh chị. Ở đây là điện nước đầy đủ luôn. Khu vực này thì rất là gần biển. Đó, toàn khu vực Phước Long này, Bình Tân nè, Cửa Bé nè, Vĩnh Trường nè, gần như là đều gần biển hết, bao quanh là biển. Đó, có cầu Bình Tân. Rồi khu vực này thì về cái tiện ích đời sống hàng ngày thì em Hùng biết rằng là sẽ không thiếu bất cứ thứ gì. Từ trường tiểu học cho tới trường trung học, rồi chợ, rồi cơ sở làng nghề, rồi khu công nghiệp Kha Toco, rồi khu công nghiệp đóng tàu, rồi các cảng cá du lịch Vinpearl. Từ đây mà chúng ta di chuyển xuống khu du lịch Vinpearl chỉ khoảng tầm 2,5 km thôi cô chú anh chị à. Ở cả nhà mình thấy không, ở phía ngoài này thì đường rất là rộng, nhưng mà vào ở phía trong kia, phía trong mà trước ngôi nhà mà em Hùng đang mong muốn review thì đường chỉ khoảng tầm 3,5 m thôi nha cô chú anh chị. Dạ, mình cứ đi thẳng từ ngay ngã ba của đường Phước Long, mình đi thẳng vào khoảng tầm 300 m thì sẽ tới một cái ngã ba cuối đường như thế này nè. Đây là một khách sạn rất là lớn nè, khách sạn Hương Thiện. Đó, từ ngay vị trí này là một cái ngã tư trung tâm, thì gọi là một cái ngã tư trung tâm sớm. Thì mình sẽ rẽ qua bên tay trái nha cô chú anh chị. Dạ đây, ngay khu vực ngã ba của khách sạn này thì mình sẽ rẽ qua bên tay trái để mình đi vào. Dạ đó, đây là vẫn là tên đường Chế Lan Viên. Thì đường này là đường em Hùng thấy là rộng khoảng tầm 3,5 m. Cũng xe ô tô mình đi rất là bình thường luôn cô chú anh chị. Xe ô tô mình là đi vào nhà mình là bình thường. Đó, bên tay phải của em là một cái trường mầm non. Đây là trường mầm non của phường Phước Long mà cô chú anh chị. Đó, xe ô tô mình có thể mình gửi vào đó cũng được luôn. Đó, tới đây. Đó, nghe thấy không? Xe ô tô đi ra vào rất là bình thường luôn. Thì tới đây là mình cứ đi theo con đường này. Khu vực này là cũng có một vài cơ sở là làm mắm, mắm ăn cô chú anh chị ạ. Nước mắm 584 đồ á. Nên là em Hùng cơ bản là em Hùng rất thích cái mùa này. Nhiều người thì lại là kêu hôi, nhưng mà em Hùng thấy là rất thích cái mùa này vì nó rất là thơm. Đó, cả nhà mình cứ đi như thế này thôi. Thì từ ngay vị trí ngã ba của cái khách sạn thì mình đi vào cái nhà của mình là chỉ khoảng tầm 200 m thôi nha cô chú anh chị. Đó, đường xá đây rất rộng rãi luôn. Tới đây là mình sẽ cua qua bên tay phải nè. Rồi, và khu vực ở đây là cả nhà mình coi nè, toàn bộ mặt tiền khu này là nhà cửa sầm uất hết rồi. Đó, và ngôi nhà mình sẽ nằm bên mặt này. Ngôi nhà mình có số nhà là 122 Chế Lan Viên nha cô chú anh chị. Dạ vâng, trước mặt quý cô chú anh chị, đây chính là ngôi nhà mà em Hùng đang mong muốn review. Lô nhà mình có tổng diện tích là 64,5 m² với cái tông màu chủ đạo là màu trắng. Thì ngôi nhà mình được xây dựng là một trệt và một lửng, ở mặt ngồi là sẽ dễ một lầu nha cô chú anh chị. Và ở cái phần gương kia là phần gương cố định, gương đó là sẽ không mở được, chỉ dùng để mà lấy sáng thôi nha cô chú anh chị, phần gương ở trên á. Dạ, còn ở phía dưới này thì chúng ta có một cái mái để mà che cái nước mưa tạt, và phần sân là hiện tại là không có mái. Thì nếu như cái nhà mình sau khi mua về ở mà mình muốn dùng mái thì Hùng nghĩ sẽ nên làm cái mái kéo để cho cái nhà mình trở nên nó dịu dàng hơn, chứ đừng có làm cái mái tôn luôn để nó cố định thì cái nhà mình nhìn nó rất là cứng. Và phần mặt tiền của mình thì nhìn vào khá là bắt mắt. Đó, nhà này là được chủ thiết kế theo kiểu tân cổ điển hiện đại. Ở mặt trước chúng ta có một cây bàn cảnh nè. Rồi ở phía ngồi á, thì với chiều ngang 4 m, gia chủ đã chừa cho mình là khoảng tầm cây cổng là 2 m. Rồi bên này có một cái trụ để phủ gấm, bên này thì dùng một bức tường để phủ gấm, và có những cái lỗ thông gió theo cái khối bê tông. Đó, nhìn nó rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Dạ, tất cả mặt ngồi là đều phun gấm hết. Và cái cửa cổng hai cánh của mình là làm cửa cổng cũng khá đơn giản thôi, sắc hợp vuông 4 và ở trong là đang vuông 2, với cái tông màu vẫn là sơn màu trắng. Thì khi vào á, bên tay trái của em Hùng nè là một cái góc nhỏ để chúng ta có thể trồng những cái cây cảnh để cho nó có cái không gian xanh trong nhà mình ha cô chú anh chị ha. Đây, bên tay trái của mình nè, thì cái phần diện tích này cũng rất là nhỏ thôi, chỉ có tận dụng theo thôi. Dạ, phần sân của mình thì cơ bản chỉ cái để được xe máy thôi nha cô chú anh chị. Dạ, bên tay phải của em thì cũng có một cái góc, thì góc này là ở phía ngồi là mình trồng cây bàn, thì ở dưới này á, là trồng thêm một ít cây xanh nữa. Thì nếu như cái nhà mình sau này mua về mình có nhu cầu mình trồng thêm thì mình cứ trồng. Góc này chúng ta có một cái rominê nước nè để có thể dọn rửa sân nè. Ở trên này á, là phần tường của mình nha cô chú anh chị. Dạ, đây là phần tường của mình. Phần sân thì chủ đã lót gạch men rồi nên là cũng khá là sạch sẽ. Ở phía ngồi á, thì có cái là một cái đường để mà dẫn xe lên á, trong đó là cũng để rải đá sỏi để mà chống trơn trượt khi trời mưa nha cô chú anh chị. Dạ, đó, đây là tổng quan ở phía ngồi. Và cửa mặt tiền của phòng khách của mình là cái cửa sắt hai cánh đó, được sơn màu xám. Cửa sắt thì cũng khá đơn giản thôi, chỉ có hộp đen rồi ở trong mình thả một cái gương để cho nó làm cái không gian mở. Cơ bản là nhà này sử dụng là không gian mở hết luôn cô chú anh chị ạ. Ở phía ngoài này chúng ta có hai cái đèn cảnh trụ nằm ở trên đó. Đây đó, ở phía ngoài thì nó nhìn nó rất là hay. Ở trên thì có mái nè, rồi những cái điểm nhấn như cái lam nè. Và cái cửa đi phòng khách của mình thì với chiều ngang là khoảng tầm 2 m nha cô chú anh chị. Cửa đi phòng khách chiều ngang khoảng tầm 2 m. Và em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi vào phía trong hơn, với một cái tổng quan phòng khách. Và nhìn lên cái tầng trệt đó cũng khá, cái tầng lửng cũng khá là dễ thương. Đó, cái nhà mình thấy không, một cái không gian khá là dễ thương luôn nè. Đây là tổng quan trước nè. Ở phía trên kia chúng ta có một cái cửa sổ để mà lấy sáng nè, lấy sáng cho ngôi nhà của mình. Thì tất cả hệ thống này bóng là sử dụng bóng đèn led hết. Đó, nhìn nó rất là cao, rất là thoáng luôn, cái cốt nhà rất là cao. Rồi chúng ta vào thì bên tay trái đầu tiên là nơi mà chúng ta có kệ tivi. Ở đây chúng ta đã có ổ cắm sẵn, và góc này là góc các công tắc đèn cho phòng khách và bếp. Ở trên là có một cái áp mát tổng cho nhà mình. Đây, ngôi nhà với sử dụng là tông màu trắng chủ đạo toàn bộ luôn cô chú anh chị. Ở bên tay phải của em chính là một bộ sofa để mà chúng ta ngồi coi tivi như thế này. Ở mặt này á, thì gia chủ có set up thêm một cái tông màu để mà làm điểm nhấn cho cái không gian phòng khách của mình. Thì từ đây chúng ta nhìn lên ở cái nhà thấy không, nó là một cái tông màu cam, nhìn cũng khá là hay, cái điểm nhấn cho phòng khách. Thì chỗ này chúng ta lại có thêm một cái bụi cây xanh nữa. Ở từ đây thì chúng ta nhìn ra ở phía ngồi cửa mặt tiền của mình. Cái không gian nó cũng khá là hay, mặc dù là nhỏ nhưng mà nhờ vào cái thiết kế hay nên cái không gian nhà mình nhìn nó rất là thoáng. Ở góc chỗ này thì chúng ta có một cái bàn ăn, và chúng ta có thêm một không gian cây xanh nữa nằm ở dưới gầm cầu thang như thế này nè. Đó. Phần gạch men ở phòng khách thì gia chủ sử dụng là gạch 2550 với một cái loại gạch khác nhau để ngăn cách giữa cái không gian phòng khách và không gian bếp. Đó, phía ngồi này á, thì sử dụng gạch 2550 gạch men, trong này thì dùng gạch bát tràng. Đó, cái điểm nhấn nó ngăn cách nhau rõ rệt giữa không gian phòng khách và phòng bếp luôn. Ở khu vực bếp mình sẽ nằm bên tay trái của nhà và nằm ở trực diện. Khi mình đi vào đây là không gian bếp khá là hay. Ở đây là đã có bồn rửa nè, bếp nấu thì khả năng sẽ nằm bên này, bởi vì ở phía trên này cũng để chừa sẵn một cái dây điện cho máy hút mùi. Và đây là một cái hệ thống mùi luôn nha cô chú anh chị. Đó, khi máy hút mùi sẽ lên đây và sẽ có lỗ thoát sẵn luôn. Ở bên tay phải của em là những cái kệ tủ bếp như thế này để làm sẵn hết rồi. Cái nhà mình mua về là chỉ việc là mang đồ dùng vào thôi. Trên này là một cái kệ để chúng ta có thể để những cái vật dụng chúng ta thường nấu hàng ngày. Về trang thờ ông Táo sẽ nằm bên góc trong này, nhìn rất là xinh, mình đã có đèn sẵn luôn. Ở cái nhà mình nếu mà thờ ông Táo sẽ thờ góc này sẽ phù hợp nhất luôn nè. Dưới này thì cũng đã có những cái bóng đèn hắt như thế này, đèn led chạy dọc theo. Đó, cái không gian bếp là khi chúng ta nấu nướng thì nó sẽ rất là sáng, hay là rửa nó sẽ rất là phù hợp luôn ha cô chú anh chị. Thấy không? Chỗ này chúng ta có ổ cắm điện hết rồi nè, nó rất là phù hợp cho mình để mình đặt nồi cơm hay gì đó. Đây là công tắc đèn nè, đây là công tắc đèn led ở trên nè cô chú anh chị. Đó, khi em công tắc nè, đó, mở nè, rồi ở đây là sử dụng nước máy luôn, điện nước nó thuộc đầy đủ. Phía dưới này là những cái kệ tủ để chúng ta sử dụng. Cơ bản là bếp là đầy đủ công năng cho mình luôn, mặc dù là cũng nhỏ nhỏ nhưng rất là xinh xắn luôn. Mặt đá thì sử dụng mà đá granite, còn về mặt dựng của bếp á, thì chủ không dùng đá granite cường lực nhưng mà lại dùng gạch men. Gạch men này nhìn nó không hay nhưng mà khả năng là nếu như mà nấu mà nó dính vào trong cái kẽ này không khó đâu. Nhìn thì cũng rất là đẹp, gạch men này ốp lên tới trần luôn, nhìn nó cũng đẹp nhưng mà ở khu vực nấu thì khả năng là nó sẽ bám vào trong những cái ron, nó cũng khó là lau chùi. Góc bên này thì thiết kế để đặt máy lạnh, đã có sẵn ổ cắm cho mình luôn. Ở chỗ này là cái này chạy điện hơi lằng nhằng. Rồi đây là không gian phòng ngủ nha cô chú chị, thiết kế khá đẹp. Đó, với một cái cửa là cửa vòm cung, cửa phòng ngủ vòm cung. Thì cửa này sử dụng cửa gỗ nhưng mà chắc đây là gỗ ép. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Tầng trệt của mình thì có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, toilet, phòng giặt. Và đây là không gian phòng ngủ của mình. Em mở đèn lên. Wow. Đó, khi mình đi vào thì bên tay phải của mình chính là một cái tủ quần áo. Bên tay trái của mình là giường với lại hai đứa em của em. Đây là đứa em của em, Kim Ngân và kia là Thanh Nam. Nghe tên đẹp chứ sợ. Đó, phòng ngủ của mình thì cũng đã có đường dây máy lạnh sẵn rồi. Khi cả nhà mình mua về là mình việc lắp máy lạnh lên thôi. Công tắc ở đây, công tắc thì nằm bên tay trái. Ở đây có automat phòng riêng luôn. Vấn đề mà khi mình sử dụng mình lỡ mà chập điện thì mình sẽ tự ngắt ở trong phòng chứ không liên quan tới phòng trước. Và không gian phòng ngủ này nó rất là tuyệt vời, rất là lãng mạn luôn cô chú anh chị. Nhìn thiết kế rất hay. Ở đây là có rèm che riêng biệt luôn. Ở đây có rèm hai lớp nè, một lớp là chắn lưới và một lớp là phủ ở trong. Tủ quần áo ở đây, tất cả đồ nội thất ở đây là đồ mới 100% hết luôn cô chú chị, chưa từng qua sử dụng và nhà mới vừa xây luôn nên cái nhìn nó rất là đẹp. Rồi, một cái tủ quần áo rất là rộng rãi cho mình luôn. Trần phòng ngủ thì cũng tương đối là ổn, có trần khoảng tầm 2,4 m cô chú chị, cũng khá là cao. Rồi, cái cốt trần của mình này nên là cảm giác rất là mát nha, không nóng nha. Và ở phòng ngủ này khá là hay, cái là có ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời đây. Thì cái phần này là sẽ cái phần đất dư, cái đất của mình luôn, nhưng mà gia chủ chừa lại để mà mình sử dụng, mình lấy ánh sáng cho không gian phòng ngủ ở phía dưới. Và đây là toilet bên tay phải của em Hùng nè, bên tay trái của em Hùng là một cái phòng giặt phơi. Ở đây thì chúng ta có thể đặt máy giặt ở ngay vị trí này. Rồi ở trên này có kệ tủ để mình sử dụng để mình đựng đồ. Ồ, quá trời luôn. Đấy, quá là rộng rãi. Máy giặt mình sẽ đặt ngay vị trí này. Ở phòng ngủ mà cũng có một cái tiểu cảnh như thế này nó khá là đẹp. Đó, một cái đường đi như thế này chúng ta đặt sỏi. Ở chỗ này nếu như cái nhà mình mua về thì mình có thể trồng cây xanh, nhưng mà cái này là gia chủ đặt nhưng mà không có thời gian chăm sóc nên là cây nó cũng héo rồi. Vẫn là sử dụng tông màu trắng chủ đạo luôn ha. Toilet đây, lavabo nè, gương nè, vòi sen nè, bệ xí nè. Gạch men thì ốp cao khoảng tầm 1,8 m nè. Ở trên kia là sân nước lên tới trần luôn. Thì góc này khả năng sẽ đặt máy nước nóng, nếu như sau này nhà mình mua về sử dụng máy nóng ở đây. Nhìn cũng khá là hay. Cửa phòng này thì đều sử dụng là cửa vòm hết luôn nha cô chú anh chị. Dạ, không sử dụng là cửa vuông góc mà sử dụng cửa vòm luôn. Nhìn rất là dịu dàng, rất là mềm mại. Và căn phòng ngủ này sẽ rất là phù hợp với lại những cặp vợ chồng trẻ khi mới cưới về. Đó, sẽ rất là hay cho mình khi mà ở một ngôi nhà như thế này. Và đây là từ ở phía sau phòng ngủ mình nhìn ra không gian phòng khách, rồi phòng bếp của mình nè cô chú chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn, nhìn rất là dễ thương và mềm mại cho ngôi nhà của mình. Đó. Ở đây là cái khung lấy sáng cố định lúc nãy em Hùng quay ở ngoài mặt tiền là cô chú anh chị. Đó, tất cả Ở đây là sử dụng bóng đèn led hết luôn, có trần rất là cao, bóng đèn led bật lên là sáng hết cả ngôi nhà luôn. Rồi và bây giờ em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi lên tầng lửng ở phía trên ha. Dạ đây là góc cây xanh cho mình. Nếu như sau này cô chú chị mua về mà mình thích cải tạo lại thì chỗ này có thể làm một cái hồ cá hay là một cái hòn non bộ gì, em Hùng thấy cũng rất là phù hợp luôn. Vì mình tận dụng ở dưới không gian ở dưới cái lối đi cầu thang mình nè, nó sẽ rất là hay cho ngôi nhà của mình. Dạ đây, và đây là cái lối đi cầu thang để mình đi lên trên tầng lửng nè. Mặt đi á, là sử dụng là gỗ ván ép, mặt dựng ở phía dưới này thì là sơn nước màu trắng. Bên này chúng ta có một cái tay vịn bằng gạch luôn, cũng có sơn nước luôn. Cái này chỉ để trang trí thôi, chứ cái này nếu như mà mình đi lên mình vịn ở đây thì nó sẽ dơ hết cô chú anh chị. Dạ đó, chúng ta sẽ đi lên đây. Cầu thang của mình á, thì cơ bản là cũng khá là rộng nha, với cái khoảng cách mà các bậc với nhau đó, khá là phù hợp. Tay vịn đó là bằng sắt hợp phi 42, rồi sơn màu trắng chủ đạo luôn nha cô chú anh chị. Về cái đang ở trong thì đang sắt 8 nè, đó cái khoảng cách với nhau là khoảng tầm 10 phân. Nhìn cho cái nhà mình nó khá là hay, cái nhà mình thấy không? Đó, đó chúng ta đi lên tầng lửng nè, thì tầng lửng ở đây là phần ở ngồi này cũng là lót gạch men giống như ở dưới phòng khách, gạch 25-50. Đây là một khoảng không gian nhỏ ở phía trước này. Thì nếu như cái nhà mình mua về thì chỗ này mình có thể mình sử dụng để làm trang thờ nha cô chú anh chị. Dạ ở đây thì mình sử dụng mình làm trang thờ cũng được, vì một khoảng không gian này cũng khá là đẹp. Ở từ đây chúng ta nhìn xuống dưới lại nè, rất là xinh xắn cho ngôi nhà của mình luôn, rất là sáng luôn. Em mở thêm đèn để cho em quay cho đẹp thôi, chứ còn nếu như mà cái nhà mình không có đèn luôn, ngôi nhà mình nó vẫn sáng nha cô chú anh chị. Ở ngay không gian này thì chúng ta cũng đã có ổ cắm điện ngay vị trí này rồi. Nếu như cô chú anh chị nào không sử dụng để làm thì mình có thể mình làm một phòng để cho các em nhỏ ngồi học cũng được, cũng rất là hợp lý luôn. Vì ngồi để học thì mình dễ dàng mình kiểm soát quản lý em nó. Ở trên này chúng ta có một phòng ngủ, một góc làm việc và một cái toilet. Thì về cái cửa thì cũng giống như là cửa các phòng khác, ở đây sử dụng cửa vòm. Rồi khi chúng ta vào thì bên tay phải của em chính là một cái giường. Giường ở đây là giường được thiết kế nó phù hợp với lại cái khoảng không gian của nhà rồi, nên là thiết kế cố định luôn cho cô chú anh chị. Đó, ở đây có đèn nè, đây là công tắc đèn cho phòng nè. Đó, rồi đây là automat của phòng mình nè. Ở trên đầu giường thì cũng đã có công tắc đèn và bên này có ổ cắm điện luôn. Nó sẽ phù hợp cho mình để mình sử dụng mà đèn ngủ hay là cái gì đó. Ở trên này cũng đã có những cái bóng đèn treo sẵn rồi, một cái thiết kế khá là đẹp mắt luôn. Máy lạnh thì chúng ta sẽ bắt ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Dạ trên này đã chừa sẵn đường dây điện như là ống thoát nước rồi. Đó, điểm nhấn ở đây là tông màu cam, điểm nhấn cho cái phòng mình. Ở nhà này thì em không thấy là đi tông màu chủ đạo là màu trắng, nhưng mà các điểm nhấn là sử dụng là màu cam, nhìn cũng rất là đẹp. Trên kia chúng ta có vài bức tranh tiểu cảnh nhỏ nhỏ. Rồi không gian phòng ngủ này thì cũng khá là nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là gọn gàng. Thì ở đây là nơi chúng ta có thể treo quần áo nè, đặt các kệ quần áo nè. Cái này giống như là ở trên Đà Lạt những cái khách sạn hay có những cái kệ này, thì chúng ta móc quần áo ngay vị trí này. Ở kệ này chúng ta có thể đặt giày dép hay là những cái đồ lưu niệm hay đồ trang trí gì đó cũng khá là hay. Ở đây là góc làm việc của mình. Ở chỗ này có một cái ổ cắm điện, rồi góc làm việc bàn ghế để sẵn luôn. Trên này thì có một cái kệ để chúng ta tận dụng để những cái vật dụng. Ở góc cửa sổ này thì sẽ nhìn ra nhà hàng xóm, nhưng mà nếu như cần thiết thì mình mở ra cho thoáng mát cũng được nha cô chú anh chị, vì ở dưới này là không gian đất của mình. Đó, đây là cái không gian ở phía dưới phòng ngủ nè. Ở đây là toilet và cái phòng giặt nè. Đó, nên là đây là không gian đất của mình nên mình không có lấn đất người ta nha cô chú anh chị. Rồi nếu như mình cần thiết thì mình đóng cửa lại, hoặc không là mình mở ra để cho nó thoáng. Đó, chúng ta nhìn thấy hàng xóm của mình đây. Rồi đó là cái góc làm việc, và đây là cái toilet ở trên tầng lửng, và cũng là toilet trong phòng này luôn, toilet riêng biệt. Cũng đã có lavabo nè, rồi bệ tủ lavabo, trên này đã có gương, rồi bệ xí. Thì trên này á, thì toilet là gạch men là ốp keo tới trần luôn cô chú anh chị. Đây, gạch men là sử dụng tông màu sáng để cho nó sạch, nó ốp lên tới trần keo rồi. Ở vòi sen chúng ta sẽ đặt ngay vị trí ở bên tay trái, rồi máy nước nóng chúng ta đặt ở đây. Có một cái cửa để mà lấy sáng cũng như là thoát hơi cho cái toilet của mình. Từ ngay vị trí này thì toilet ở đây cũng khá là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Đó, cũng rất là rộng nha, toilet thì khá là rộng. Rồi cả nhà mình thấy đẹp không? Một cái nhà 64,5 m2 với chiều ngang 4 m nằm ở khu trung tâm thành phố Nha Trang, mà thiết kế tân cổ điển hiện đại rất là xinh như thế này thì sẽ rất là phù hợp với những cặp vợ chồng trẻ mới vừa cưới. đó, khi mà mình muốn an cư và có một cái không gian mà nó vừa lãng mạn mà nó vừa xinh xắn như thế này. Đây là từ vị trí em Hùng đang đứng ở trên cái ban công tầng lửng mà nhìn xuống nè. Ở đây là khu vực bàn ăn nè, rồi tiểu cảnh ở dưới cầu thang nè, kia là phòng khách nè. Đó, các nhà mình thấy không? Cực kỳ xinh xắn luôn. Nếu như mà cái này mà khi mà chúng ta mới vừa cưới về mà dành dụm được số tiền hay là cha mẹ cho thêm để mà mua một ngôi nhà an cư ngay tại đây, thì em Hùng nghĩ rằng căn nhà này sẽ rất là phù hợp với những cặp đôi, bởi vì sự lãng mạn và sự tinh tế với những cái decor thiết kế cực kỳ tối giản như thế này, nó sẽ mang lại một cái không gian ấm cúng cho toàn thể ngôi nhà của mình. Đó, em Hùng xin quay thêm một lần tổng thể lên cho cả nhà mình xem nha. Đó. Đó, khi mình nhìn vào nè, bàn ăn nè, bếp nè, phòng ngủ thì ở cuối nè, trên kia là tầng lửng nè. Đó, qua khỏi cửa phòng ngủ là có toilet và phòng giặt phơi nè. Đây là không gian của phòng khách nè. Không, bên này là sofa, bên này là bệ ngồi coi tivi, rất là tuyệt vời luôn. Và giá bán cho ngôi nhà này là 2 tỷ 950 triệu. Giá bán trên gia chủ sẽ lo toàn bộ thuế phí khi mua bán chuyển nhượng. Ngoài ra gia chủ sẽ còn bớt lộc cho mình khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Và nếu như quý khách quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của em Hùng có trên màn hình, hoặc có thể kết bạn Zalo, em Hùng sẽ gửi cho mình vị trí ngôi nhà và sổ hồng pháp lý để cho cả nhà mình cùng tham khảo qua. Em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em để có thể cập nhật được những bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh nói riêng khi em Hùng đăng tải lên kênh YouTube. Ngoài ra, nếu như quý anh chị xem video này cảm thấy hay, hãy cho em Hùng xin một like để em Hùng có thêm động lực review bất động sản, những cái sản phẩm khác để mà đăng tải lên kênh YouTube như thế này. Và em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin kết thúc video ngay tại đây.